quý vị, đây là phần tin châu Á của bản tin Cà phê Sài Gòn. Ít nhất 24 thi thể đã được tìm thấy trong vụ lật thuyền trên sông Hằng thuộc địa phận tỉnh Bihar, phía đông Ấn Độ vào cuối tuần qua. Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được xác định là do thuyền chở quá tải. Một chiếc thuyền chở những người trở về từ lễ hội thả diều, một phần của lễ Makar Sankranti truyền thống, đã bất ngờ lật úp khi vào gần đến bờ. Ít nhất 24 người đã thiệt mạng, 8 người được lực lượng cứu hộ giải cứu và đưa vào bệnh viện, khoảng 12 người khác đã tự bơi vào bờ an toàn. Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được xác định là do tàu chở quá tải. Cho đến thời điểm này, 24 thi thể đã được tìm thấy, trong số đó một người không rõ danh tính. Mọi người đã tụ tập rất đông quanh bờ sông, trong đó có thân nhân của những nạn nhân mất tích. Nhiều người trong số họ mất bình tĩnh và bật khóc. Được biết khi gặp nạn, chiếc thuyền chở khoảng 50 người, vượt quá số lượng cho phép đến 20 người. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục. Thưa quý vị, cơ quan thám hiểm vũ trụ Nhật Bản gọi tắt là JAXA cho biết là đã thất bại trong việc thử nghiệm phóng tên lửa nhỏ nhất thế giới. JAXA buộc phải hủy việc bắn thử chỉ vài giây sau khi nó được phóng lên do sự cố về hệ thống thông tin liên lạc. Thử nghiệm phóng tên lửa nhỏ nhất thế giới của cơ quan thám hiểm vũ trụ Nhật Bản, gọi tắt là JAXA, đã không thành công. JAXA buộc phải hủy việc bắn thử chỉ vài giây sau khi nó được phóng đi do sự cố mất tín hiệu liên lạc. Tên lửa siêu nhỏ có chiều dài 9,5m, mang theo vệ tinh siêu nhỏ 35cm, trọng lượng 3kg, là tên lửa thuộc dòng SS-4204, được phóng từ trung tâm vũ trụ Uchinoura, phía nam Nhật Bản. Đây là sản phẩm công nghệ thương mại chi phí thấp do nhà sản xuất công nghệ Canon và Đại học Tokyo hợp tác thực hiện. Trong khi đó, công ty Canon phụ trách thiết kế cấu trúc tên lửa, Đại học Tokyo phụ trách phát triển các vệ tinh siêu nhỏ. Chi phí sản xuất và phóng tên lửa 3 tầng này vào khoảng 400 triệu yên, tương đương 3,45 triệu đô la. Trong bối cảnh ngày càng nhiều các nền kinh tế mới nổi muốn đặt vệ tinh thông tin và dự báo thời tiết trong không gian, thì việc phát triển tên lửa siêu nhỏ chi phí thấp được coi là kế hoạch đầy tham vọng của Nhật Bản trong lĩnh vực kinh doanh vũ trụ. Cơ quan công tố Hàn Quốc vừa cho biết là đang chờ lệnh bắt giữ phó chủ tịch tập đoàn Samsung là ông Jay Lee sau khi phiên thẩm vấn cho kết quả rất có thể ông này đã hối lộ bà Cho Sun Siu, bạn thân của tổng thống, hàng chục triệu đô la. Vụ tham nhũng của Tổng thống Park Geun-hye đang leo thang. Ông Jay Lee, con trai của nhà sáng lập tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc Samsung, là đối tượng mới nhất trong tầm ngắm của các công tố viên Hàn Quốc. Cơ quan công tố đặc biệt do Quốc hội Hàn Quốc thành lập vừa tuyên bố vào ngày 16 tháng 1 rằng cơ quan này đang xin trác bắt giữ của tòa án đối với ông Jay Lee, cáo buộc ông Jay Lee hối lộ người bạn thân Cho Sun Siu của Tổng thống Hàn Quốc 43 tỷ won, tương đương 36,4 triệu đô la. Trước đó, ông Jay Lee đã trải qua cuộc thẩm vấn kéo dài đến 22 tiếng đồng hồ liên tục. Ông Lee cũng bị cáo buộc biện thủ và khai man trong cuộc điều tra này. Cơ quan công tố Hàn Quốc đã xin trác bắt giữ phó chủ tịch Samsung Electronics ông Jay Lee với các cáo buộc hối lộ, biện thủ và khai man trước Ủy ban điều tra của Quốc hội. Trước đề nghị của công tố viên, tòa án Seoul cho biết sẽ tổ chức phiên điều trần lúc 10 giờ rưỡi sáng thứ Tư 18 tháng 1 giờ Hàn Quốc để quyết định có chính thức ban trác bắt giữ hay không. Về phía Samsung, hiện chưa có bình luận nào. Hiện các công tố viên vẫn đang tiếp tục điều tra nhằm vào sự hỗ trợ tài chính của Samsung đối với một doanh nghiệp và các quỹ văn hóa do bà Choi điều hành. Vụ sáp nhập trị giá 8 tỷ đô la giữa hai công ty con của Samsung hồi năm 2015 cũng đang trong tầm ngắm. Ngay sau thông tin này, cổ phiếu của Samsung trượt dốc trong phiên giao dịch ngày thứ Hai. Chính quyền Bắc Kinh Trung Quốc vừa đặt ra chuẩn khí thải mới trong năm 2017. Điều đáng nói là chuẩn này vẫn còn vượt gấp 3 lần mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Thị trưởng Bắc Kinh ông Thái Kỳ vừa đặt ra chuẩn khí thải mới cho Bắc Kinh trong năm 2017 tại cuộc họp Hội đồng Nhân dân Bắc Kinh diễn ra vào cuối tuần qua. Tỷ lệ tiêu thụ năng lượng và phát khí thải CO2 trên 10.000 nhân dân tệ, tổng sản phẩm địa phương GRP, sẽ giảm lần lượt là 3,5 và 4%. Tỷ lệ tiêu thụ nước trên 10.000 nhân dân GRP giảm 3%. Chúng ta sẽ nỗ lực để giữ mức chuẩn khí thải PM2.5 hàng năm ở mức 60 microgram trên 1 mét khối không khí. PM2.5 là chỉ số đo lường hạt bụi có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet trên 1 mét khối không khí. Đây là dạng bụi có thể lọt qua màng lọc của hệ thống hô hấp và gây hại cho sức khỏe của con người. Mức chuẩn PM2.5 mà WHO khuyến cáo là 20-25 microgram trong 1 mét khối. Như vậy, dù đã đặt ra tiêu chuẩn khí thải mới, mức độ ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh vẫn sẽ cao hơn ít nhất là gấp 3 lần mức chuẩn của thế giới. Theo như báo cáo của chính quyền Bắc Kinh, chất lượng không khí ở thành phố này đã cải thiện 9,9% trong năm ngoái. Dự báo PM2.5 hiện nay đã giảm xuống 73 so với chỉ tiêu 76,6 của năm ngoái. Tuy nhiên, với mùa đông dày đặc khói bụi vừa qua, đến nỗi nhiều thành phố lớn của Trung Quốc bao gồm cả Bắc Kinh phải ban bố tình trạng báo động đỏ, thì có vẻ như mục tiêu mới của chính quyền Bắc Kinh sẽ không có tính thuyết phục cao. Thưa quý vị, lượng khách đặt phòng khách sạn ở Thái Lan trong dịp Tết âm lịch sắp tới đã giảm mạnh so với cùng kỳ. Nguyên nhân được cho là do chính sách cứng rắn với các tour du lịch không đồng từ Trung Quốc.
Du lịch là ngành kinh tế quan trọng của Thái Lan và Trung Quốc là một trong những nguồn du khách lớn nhất của nước này. Trong khoảng từ năm 2012 đến năm 2016, lượng du khách từ Trung Quốc đến Thái Lan đã tăng mạnh gần 1/3, cả về số lượng lẫn doanh thu. Tuy nhiên, chính sách kiên quyết dẹp bỏ tour du lịch không đồng hồi tháng 9 năm ngoái đã khiến đà tăng trưởng này chững lại. Trong giai đoạn cao điểm du lịch của các quốc gia đón Tết âm lịch, tình hình được cho là cũng sẽ không cải thiện mấy. Chủ du thuyền Châu Praia Princess Rui trước đó cũng có 6 thuyền hoạt động, nay chỉ còn 1. Chúng tôi có tổng cộng 6 chiếc du thuyền, nhưng nay chỉ còn 1 chiếc hoạt động vì lượng khách từ Trung Quốc đã giảm từ 60 đến 65%. Tour du lịch không đồng là chiêu trò của các công ty lữ hành Trung Quốc. Dạng tour này chỉ yêu cầu khách trả tiền vé máy bay, còn lại chi phí ăn ở và tham quan đều được miễn phí. Vấn đề là khi đến Thái Lan, các công ty lữ hành này lại tìm cách chặt chém du khách bằng việc ép mua quà lưu niệm hoặc thức ăn ngoài chương trình bằng cái giá đắt đỏ. Và điều đó ảnh hưởng đến hình ảnh của Thái Lan. Giới chức du lịch Thái Lan dự báo lượng khách từ Trung Quốc trong mùa Tết âm lịch sắp tới sẽ giảm 7,7% so với cùng kỳ. Trong tháng 11 năm ngoái, khách đến từ Trung Quốc đã giảm 30% so với cùng kỳ. Nhưng mặt khác, tổng lượng du khách từ các thị trường khác sẽ tăng 3,9%. Các doanh nghiệp dịch vụ tại Thái Lan đang tận dụng thời cơ này để thu hút khách từ Đông Nam Á. Chúng tôi đang nhắm đến đối tượng du khách từ Indonesia, Philippines, Việt Nam và Myanmar. Đó sẽ là những thị trường mới của chúng tôi. Chính phủ Thái Lan cũng không bỏ quên thị trường Trung Quốc. Hiệp hội Du lịch Thái Lan dự báo đến cuối năm nay, du khách từ Trung Quốc sẽ phục hồi ở mức 9 triệu lượt. Bằng cách nhắm vào phân khúc du khách giàu có, doanh thu du lịch từ thị trường Trung Quốc được dự báo sẽ tăng 14%, lên mức khoảng 500 tỷ bạc Thái. Nhìn chung, ngành du lịch Thái Lan dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng doanh thu 8,5% trong năm nay, lên mức 50 tỷ đô la. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam ngay sau đây. Việt Nam có 11 doanh nghiệp là thành viên Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Dấu ấn của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry trong chuyến thăm cuối cùng tới Việt Nam.